điều dưỡng thì rất vất vả, cho nên họ phải từ cái việc ăn của bệnh nhân, ngủ nghỉ vân vân, họ phải làm hết. Thế chính vì thế mà họ cảm thấy rất là khó khăn. Thì bọn mình thường nói đùa là làm nghề này thì một trong những cái điểm mà ai cũng sợ đấy là phải trực và trực dày. Trực dày một tuần thì có thể là sẽ trực đến tăng lên 2 buổi thì gần như người ta không muốn đi làm nữa. Thế và thường là các bạn hay có một cái từ ở trong giới điều dưỡng đấy là bán trực. Thế là nếu mà tôi kiệt sức thì bạn có thể nhận cái lời để trực giúp tôi không? Nhưng mà cái đầu tiên là bác chọn để vào bệnh viện này thật là xứng đáng cháu ạ. Tuyệt vời. Từ bác sĩ đến y tá, điều dưỡng viên nhiệt tình, ăn nói điềm đạm, bác rất cảm ơn họ. Thế trong quá trình điều trị ở đây, họ ăn nói mềm mỏng, vui vẻ, hòa nhã. Ngày 12 tháng 5 hàng năm là một ngày có lẽ không nhiều người biết đến, ngày dành riêng cho những người áo trắng thầm lặng trong ngành y tế. Đó là ngày quốc tế điều dưỡng, ngày tôn vinh những con người đang ngày đêm âm thầm, lặng lẽ, tận tình chăm sóc cho người bệnh. Điều dưỡng là một nghề đặc biệt, đối tượng phục vụ của nghề là người bệnh, những người thường xuyên phải chịu đựng đau đớn vì bệnh tật, sức khỏe yếu. Hơn ai hết, người bệnh cần được chăm sóc bằng cả tình yêu thương, sự thấu hiểu. Thực tế, trong cuộc sống hàng ngày, những người điều dưỡng vẫn luôn âm thầm chăm sóc và hỗ trợ điều trị người bệnh mà không cần biết ơn. Họ xem đây là trách nhiệm của bản thân, của nghề nghiệp, của lòng yêu thương giữa con người với nhau. Có lẽ khi nói đến cơ sở y tế khám chữa bệnh, người ta thường nghĩ ngay tới đội ngũ y bác sĩ, những người trên tuyến đầu phòng chống và điều trị dịch bệnh. Thế nhưng ai biết rằng, phía sau thành công của y bác sĩ là những hy sinh đóng góp thầm lặng của những người điều dưỡng. Mấy ai biết rằng có những hy sinh thầm lặng theo người điều dưỡng suốt cuộc đời khi mang trong mình màu áo trắng và sứ mệnh chăm sóc sức khỏe cộng đồng. Chỉ khi được chứng kiến công việc hàng ngày của họ mới có thể thấu hiểu nỗi vất vả của những cán bộ điều dưỡng. Điều dưỡng không chỉ là một ngành nghề cao quý, thiêng liêng mà còn là nghề vô cùng vất vả, phải đánh đổi hầu hết thời gian để ở bên cạnh bệnh nhân. Không chỉ vậy, người điều dưỡng còn phải chăm sóc bệnh nhân một cách tốt nhất, trực tiếp chịu trách nhiệm về tình hình sức khỏe của người bệnh. Ngoài những công việc hàng ngày như theo dõi, thay thuốc cho bệnh nhân, nhận định tình trạng của bệnh nhân, ghi hồ sơ bệnh án, họ phải luôn dành thời gian thăm hỏi, an ủi gia đình bệnh nhân. Những người điều dưỡng cũng phải luôn động viên bệnh nhân yên tâm điều trị, yêu thương họ như chính người thân trong gia đình của mình. Có thể thấy, bên cạnh những vất vả ấy, người điều dưỡng còn phải đối mặt rất nhiều rủi ro không mong muốn có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, đối với họ, lòng nhiệt huyết và tận tâm với nghề vẫn không bao giờ nguội tắt. Mình công tác trong ngành này được đến nay là 6 năm rồi. Với một cái ngành nghề mà tiếp xúc với nhiều bệnh nhân như này thì cũng có rất nhiều áp lực về phía cả bệnh nhân, về phía cả chuyên môn. Tại vì mình tiếp xúc trực tiếp với sức khỏe của bệnh nhân. Thì tại vì đông bệnh nhân nên em cũng có nhiều áp lực về quá tải bệnh nhân. Ngoài ra thì còn phải giải quyết cả vấn đề chuyên môn nữa. Nên là vừa phải giải quyết số lượng lớn lại vừa phải đảm bảo chất lượng. Nên là thực ra bọn mình cũng có nhiều áp lực, nhưng mà tại vì cũng làm quen rồi nên bọn mình cũng phải cố gắng sắp xếp làm sao để cho hoàn thành công việc và vẫn đảm bảo chuyên môn. Nhắc đến phòng điều dưỡng của Bệnh viện Bạch Mai ở thời điểm hiện tại, chắc hẳn bệnh nhân, sinh viên y và điều dưỡng đều biết đến tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh, điều dưỡng trưởng Bệnh viện Bạch Mai. Ban đầu, khi chúng tôi ngỏ ý muốn được phỏng vấn, tiến sĩ Lan Anh đã nói với chúng tôi rằng mình thì có gì đâu mà để tôn vinh, còn nhiều cán bộ đóng góp nhiều hơn mình mà. Chính câu nói ấy lại khiến chúng tôi thêm kính trọng hơn người thầy thuốc này. Dù hiện tại thành công là thế, song ít người biết rằng đã từng có một trưởng phòng điều dưỡng vốn không hề thích nghề này đến vậy. Đối với mình ý, quả thực là nếu mà nói là thích thú ngay từ đầu ý, thì có ai hướng dẫn mình để thích thú ngay từ đầu đâu. Bố mẹ thì mình cũng chưa thể cảm nhận được, đúng là giống như sách vở là cảm nhận được là ý nghĩa như thế nào, vì chả bao giờ được đi cùng với mẹ xem mẹ chăm sóc như nào, với cái thời điểm đi cùng với mẹ em bé lắm, không thể nhận biết được. Thế còn đến lúc mà đi học thì chỉ có mãi mỗi một việc thôi, đấy là chỉ học thôi, thì thật ra là cũng không biết một cái gì cả. Thế chính vì thế mà thực sự luôn là nó khủng hoảng về mặt tinh thần, bởi vì không phải ai cũng tiếp tục với nghề này, quả là khó.
Thì nếu mà hỏi là cơ duyên thì đấy là cái mà bắt buộc phải đi theo, và bố mẹ cũng giải thích là kiểu gì cũng phải có một nghề, rồi còn cứ cố gắng học thì kiểu gì cũng sẽ nó cũng sẽ giúp mình thôi. Thế nhưng mà chính vì cái lời động viên đấy thì đến khi mà bắt đầu đi làm thực tế, tức là chăm bệnh nhân thực sự, thì có những cái mà mình thực sự là mình nghĩ rằng là không phải là chỉ có thầy cô đâu, mà bản thân mình sẽ nhận ra là ừ theo sao mà nó có ý nghĩa thế. Vì lúc đấy thì không phải ai khác mà chính là bệnh nhân. Họ nói rằng là chúng tôi rất cần cô đấy, hay là đúng không, tất nhiên cái từ đấy nghe thì nó rất là trông cái vẻ là sáo, nhưng mà một trong những cái bệnh nhân mà mình cảm thấy ấn tượng đấy là bác ấy nói rằng là chỉ có cô thì con tôi mới cảm thấy yên tâm khi mà thực hiện các cái thủ thuật cũng như là kỹ thuật trong cái chăm sóc người bệnh. Ở đây là cái quy trình tiêm truyền, thì đấy là cái mà mình cảm nhận là thời điểm đấy, thời khắc đấy mình biết chắc chắn là mình rất cần. Tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh tốt nghiệp cử nhân điều dưỡng khóa đầu tiên của Trường Đại học Y Hà Nội. Chị được giữ lại làm giảng viên ngay sau khi tốt nghiệp, sau đó có thời gian du học tại nước ngoài và công tác tại các bệnh viện lớn. Hiện nay, tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh là điều dưỡng trưởng của Bệnh viện Bạch Mai, kiêm trưởng khoa điều dưỡng Trường Đại học Y Hà Nội. Chia sẻ với chúng tôi, tiến sĩ Lan Anh cho biết, trong công tác chăm sóc sức khỏe người bệnh, người điều dưỡng đóng vai trò rất quan trọng. Ngoài việc thực hiện y lệnh của bác sĩ, còn trực tiếp tiếp xúc, thăm hỏi động viên, chăm sóc người bệnh, lo lắng từng bữa ăn, giấc ngủ, thậm chí cả vệ sinh cá nhân hàng ngày của người bệnh. Chị chia sẻ với chúng tôi rằng, phải làm việc ở đây, tôi mới thấy ngành nghề này vất vả vô cùng. Chưa kể, mặc cảm tự ti về nghề là điều dưỡng thay vì bác sĩ, lại càng khó để nói là dễ chấp nhận. Với sự tin tưởng của người bệnh ngay từ những lần chạm ven đầu tiên đã khiến nữ điều dưỡng trẻ năm ấy trân trọng công việc này hơn bao giờ hết. Mặc dù đã hơn 20 năm công tác trong ngành, nhưng trong ký ức của người thầy ấy vẫn bồi hồi như ngày nào. Nhớ lại những ngày đầu tiên đến với công việc điều dưỡng, chị không thể giấu nổi cảm xúc nghẹn ngào và nói rằng mọi thứ khi ấy thật bỡ ngỡ. Dù đã được trang bị kiến thức khi mới ở trường, nhưng vẫn choáng ngợp bởi có quá nhiều thứ mới mẻ, có nhiều điều không giống như mình đã học. Tuy nhiên, với tinh thần học hỏi và quan sát không ngừng, ban ngày tham gia phụ các anh chị em điều dưỡng tại khoa, đến tối về lại dở sách ra đọc và học thêm. Dần dần, cô nữ điều dưỡng ngày nào đã trở thành và đang trở thành một biểu tượng cho ngành nghề thầm lặng này. Qua những chia sẻ của tiến sĩ Nguyễn Thị Lan Anh, có thể thấy rằng nghề điều dưỡng được ví như nghề làm dâu trăm họ, bởi tính chất công việc của họ là phải chăm sóc, phục vụ người bệnh một cách tận tình nhất. Nhọc nhằn, áp lực là vậy, nhưng với tình yêu nghề, họ đã vượt qua tất cả, chấp nhận hy sinh trong những khoảng thời gian riêng của mình. Họ làm với cái tâm của một người yêu nghề, tự hào về công việc ý nghĩa mà mình đang làm. Điều dưỡng thì rất vất vả, cho nên họ phải từ cái việc ăn của bệnh nhân, ngủ nghỉ vân vân, họ phải làm hết. Thế chính vì thế mà họ cảm thấy rất là khó khăn. Thì bọn mình thường nói đùa là làm nghề này thì một trong những cái điểm mà ai cũng sợ đấy là phải trực và trực dày một tuần thì có thể là sẽ trực đến tăng lên 2 buổi thì gần như người ta không muốn đi làm nữa. Thế và thường là các bạn hay có một cái từ ở trong giới điều dưỡng đấy là bán trực. Thế là nếu mà tôi kiệt sức thì bạn có thể nhận cái lời để trực giúp tôi không? Thì đương nhiên là theo đúng quy chế của bệnh viện là phải đổ người trực theo ngang ngang gọi là ngang hàng đấy, ngang cấp. Thế nhưng mà thực sự luôn là đấy là những cái mà thách thức. Nghề khác trực cũng được, cũng là cũng cũng giống cái chế độ như vậy, nhưng mà cái rõ ràng là ngành y trực thì chắc không chỉ mỗi điều dưỡng đâu, nhưng mà bác sĩ cũng tương tự như thế thôi. Mình nghĩ là tất cả nhân viên y tế thì họ đối đối tượng của họ phải là con người, cho nên cho dù là không thăng bằng, không tỉnh táo thì vẫn phải làm thế nào để cho tinh thần mình thực sự là sảng khoái. Cho nên rất dễ nhìn thấy ở trong phòng trực của tất cả các bạn mà của nhân viên y tế sẽ thấy có rất nhiều cà phê để làm sao quét tóc, mình thức tỉnh để không thể làm nhầm được, bởi vì sẽ gây đến những cái hậu quả khôn lường và đặc biệt là tính mạng của bệnh nhân. Đấy là những cái vô cùng vất vả. Và đã làm điều dưỡng thì hơi khác bác sĩ một chút, bởi vì họ phải từng cái việc nhỏ một. Bệnh nhân cấp 1 ấy thì bác sĩ sẽ gần như không thể không không cần phải quan tâm,
đến cái chuyện ăn như thế nào, ngủ như thế nào, đại tiện như thế nào, tiểu tiện như thế nào. Nhưng đối với điều dưỡng là tất cả, không khác gì được mẹ mình chăm sóc từ lúc sinh ra cho đến khi mà mình trưởng thành. Và điều dưỡng thì dành gần như 100% thời gian trên bệnh nhân, thì họ không thể đi đâu cả, chỉ loanh quanh làm thế nào để có thể biết bệnh nhân của mình như thế nào, diễn biến của bệnh nhân ra sao, và hiện nay bệnh nhân cần những cái nhu cầu gì, mình có thể giúp cho bệnh nhân như thế nào. Đấy là những cái mà điều dưỡng rất là vất vả. Cô trong thời gian vừa qua chồng cô mổ ở đây, cô thấy các bác sĩ và các điều dưỡng và y tá đây rất nhiệt tình, nhiệt tình cho chồng cô. Cô cảm thấy biết ơn ạ, biết ơn bệnh viện Bạch Mai và các bác sĩ. Ngoài điều dưỡng viên chăm sóc tốt lắm, hay đến hỏi han lắm và quan tâm đến chồng của bác, của chồng của cô. Cảm ơn tất cả các điều dưỡng viên, các bác sĩ, y tá rồi các hộ lý rất tốt ạ. Nhưng mà cái đầu tiên là bác chọn để vào bệnh viện này thật là xứng đáng cháu ạ, tuyệt vời. Từ bác sĩ đến y tá, điều dưỡng viên nhiệt tình, ăn nói điềm đạm, bác rất cảm ơn họ. Đến trong quá trình điều trị ở đây, họ ăn nói mềm mỏng, vui vẻ, hòa nhã, bác rất cảm ơn. Bây giờ thì thực sự bác là bác ít khi đến bệnh viện, nhưng mà coi là toàn điều dưỡng trẻ, bác sĩ cũng trẻ, nhưng phải nói là họ làm tốt thật, họ làm có rất nhiều kinh nghiệm mà coi cái kỹ năng của họ tốt, cho nên bác thấy thật là đổi mới nhiều lắm. Bác chọn vào đây là thật là xứng đáng, đúng đúng kia theo ý bác là vào bệnh viện này là tốt, là xứng đáng. Những người điều dưỡng như những bông hoa thầm lặng trong vườn hoa y tế. Công việc này là vậy, áp lực rất lớn, phải đối mặt với những rủi ro. Tuy nhiên, những người điều dưỡng vẫn luôn gắn bó với nghề vì công việc của mình sẽ giúp nhiều người bệnh hồi phục. Khoảnh khắc nhìn nụ cười và cả những giọt nước mắt hạnh phúc của thân nhân khi đón nhận được người thân vừa bước ra cửa tử, tất cả đều hạnh phúc. Có thể nói rằng nghề y là một nghề cao quý nhất trong tất cả những nghề cao quý. Không chỉ vì nó đòi hỏi phải vững về kiến thức chuyên môn mà còn phải cả cái tâm y đức trong đó. Chia sẻ thêm với chúng tôi, tiến sĩ Lan Anh cho biết, trong công tác chăm sóc sức khỏe người bệnh, người điều dưỡng đóng vai trò rất quan trọng. Ngoài việc thực hiện y lệnh của bác sĩ, còn phải trực tiếp xúc, thăm hỏi động viên, chăm sóc người bệnh, lo lắng cho họ từng bữa ăn, giấc ngủ, thậm chí cả vệ sinh cá nhân hàng ngày của người bệnh. Tiến sĩ Lan Anh nhận ra rằng, nghề nào cũng vậy, cho dù là bác sĩ hay điều dưỡng thì việc đó không hề quan trọng bằng sự nhìn nhận ý nghĩa công việc mà mình đang làm, đem lại gì cho người bệnh. Đây là lần đầu tiên chị cảm thấy nghề mình cao quý đến vậy. Bản thân nhẹ nhõm và thoải mái hơn khi chấp nhận nghề điều dưỡng mà trước đây chị chưa bao giờ muốn theo đuổi. Chị chia sẻ với chúng tôi rằng, điều dưỡng bây giờ có khi phải đi tour 3, tour 4, đi suốt một thời gian kéo dài, rất mệt mỏi vì công việc nhiều. Một tour trực làm việc từ lúc vào đến lúc giao ca, chị có thể tranh thủ được lúc đi ăn trưa. Có những hôm có ca cấp cứu phải thở máy, lọc máu, thì gần như 2 đến 3 giờ nhân viên y tế ở đây mới có thể được ăn cơm. Bệnh viện Bạch Mai là một trong những tuyến đầu của cả nước, chính vì vậy hàng ngày tiếp nhận rất nhiều bệnh nhân. Đối với một người điều dưỡng sẽ phải gồng gánh, chăm sóc rất nhiều người bệnh mỗi ngày. Bất kỳ ai đã chấp nhận theo nghề đều là những người dũng cảm, chấp nhận hy sinh hạnh phúc cá nhân, bởi trong công việc có rất nhiều áp lực, không thể nói hay kể ra với bất kỳ ai. Hơn ai hết, khi đã chấp nhận theo nghề là chấp nhận sự thiệt thòi cá nhân. Để có thể hoàn thành tốt công việc, thực chất người điều dưỡng phải có sự yêu nghề, có tấm lòng nhân hậu, có năng lực thì mới đáp ứng được mọi yêu cầu khắt khe của xã hội. Hơn ai hết, trong ứng xử đối với người bệnh, người điều dưỡng luôn phải giữ tâm thái bình tĩnh, luôn ân cần với bệnh nhân. Đặc biệt, trong những lúc rảnh rỗi đều luôn dành thời gian hỏi thăm, động viên người bệnh nhằm tạo ra mối quan hệ gắn kết để hiểu hơn về tâm tư, giải thích những băn khoăn thắc mắc của người bệnh, giúp người bệnh yên tâm hơn trong quá trình điều trị. Quả đúng như vậy, ai yêu nghề điều dưỡng phải là người biết chấp nhận hy sinh và là người can đảm, bởi áp lực công việc không nói lên lời.
chìm khuất trong những cơn đau và niềm vui tái sinh của người bệnh. Bởi dấn thân chọn công việc cao quý này đồng nghĩa với việc chấp nhận thiệt thòi cá nhân. Chị chia sẻ với chúng tôi rằng nghề nào đi nữa cũng cần phải có chữ tâm. Nghề điều dưỡng thì lại cần thiết hơn khi hàng ngày phải chứng kiến bao cảnh đời bất hạnh. Với tiến sĩ Lan Anh nói riêng và những điều dưỡng viên khác nói chung, y đức của người thầy thuốc thể hiện qua tác phong, thái độ làm việc và cả chuyên môn của người thầy thuốc đó. Chân, thiện, mỹ là ba giá trị cốt lõi y đức mà bất kỳ một người thầy thuốc nào dù đang ở cương vị nào cũng đang muốn hướng tới. Và khi làm việc thì hãy làm bằng cả cái tâm, lấy kết quả công việc làm thước đo năng lực bản thân. Nghề điều dưỡng, họ làm việc không kể ngày đêm. Chúng ta sau một ngày làm việc 8 tiếng vất vả, buổi tối là thời gian được thư giãn bên gia đình, bạn bè, người thân, thì đâu đó vẫn còn có những người điều dưỡng đang trong ca trực. Họ không thể bước đi mà phải chạy, chạy để giành giật lại sự sống cho người bệnh. Chỉ là một tia hy vọng mong manh thì họ, những thiên thần áo trắng, vẫn chưa từng từ bỏ. Họ làm việc với một phương châm duy nhất, còn nước, còn tát. Cũng chính vì sự tận tình và không bao giờ bỏ cuộc mà đã mang đến biết bao sự sống, hạnh phúc cho nhiều bệnh nhân và gia đình của họ. Trong quá trình điều trị của bệnh nhân, người điều dưỡng có vai trò vô cùng quan trọng. Từ khi người bệnh đến khám, nhập viện đến khi bình phục ra viện thì người điều dưỡng luôn theo suốt quá trình đó. Họ thay bác sĩ hướng dẫn, chăm sóc bệnh nhân, luôn lắng nghe những lời than phiền, sự khó chịu, đau đớn do bệnh gây ra. Tuy vậy, họ vẫn luôn sẵn sàng nghe và chia sẻ, giúp đỡ người bệnh vượt qua những cơn đau của bệnh tật. Điều đó không phải ai học nghề thật giỏi là sẽ làm được, mà họ phải thực sự yêu nghề, có tấm lòng bao dung, nhân hậu mới làm được những công việc như thế. Điều dưỡng cũng giống như những người thân của bệnh nhân. Họ phải chăm sóc tận tình, chu đáo khi mà một ai đó không may mắn, đang gặp phải vấn đề sức khỏe và phải tìm đến bệnh viện, các cơ sở y tế. Lúc này, điều dưỡng luôn là người thân cận nhất, giúp đỡ họ vượt qua bệnh tật. Chính vì vậy, nghề điều dưỡng xứng đáng là một nghề cao quý, được xã hội trân trọng. Họ là những thiên thần áo trắng, luôn nỗ lực hết mình để đem lại sức khỏe cho chúng ta. Cũng nhân ngày quốc tế điều dưỡng ngày 12 tháng 5, thay mặt tập thể báo Sức khỏe và Đời sống nói riêng và độc giả nói chung, chúng tôi xin dành sự tri ân, kính trọng sâu sắc nhất tới toàn bộ y bác sĩ, điều dưỡng viên, lực lượng đội ngũ y tế sẽ có thật nhiều sức khỏe, công tác tốt và luôn là chỗ dựa vững chắc cho nhân dân.